Turn up. Hey yo, top gamebaitu.com, top hợp tác chính thức với gamebaitu cùng One Shot thế giới. Nhìn ngoài nó đã uy tín rồi, bên trong nó còn uy tín hơn. Cùng với các chương trình khuyến mãi như vòng quay kim cương giá rẻ, nhận hàng ngàn quà khủng. Còn những ai make up lên ngay shop gamebaitu mua up sẽ khuyến mãi thêm mệt khổ cho mọi người đó. Vâng, đến với trận đấu thứ tư ngày hôm nay, top easy vẫn chưa nhảy. Team Clear Map đã quyết định nhảy cho mình khu vực, đó chính là phế tích rồi. Huế thì sao? Huế đã quyết định nhảy cho mình khu vực đền thờ, nếu không lầm là team Huế sẽ đụng độ với một team nào đấy. Đấy, SLA quyết định nhảy đây luôn rồi. Hình như là chơi nhau rồi, team này có cay nhau hay là không? Team này đó là team FWG vừa chạy top 1 vừa rồi đã nhảy cho mình khu vực là Mekung. Ôi nha, quyết định các đội là quyết định nhảy xuống rồi, kia quay lại với team Huế và team SLA. Trời ơi, Huế ơi là Huế. Gạt đi Minh Đức ơi, gạt đi Minh Đức ơi. Hay quá. Trời ơi, team Huế như bắn knock 2, knock 3 rồi. Team Huế bắn knock 3 mất tiêu rồi. SLA đâu rồi? SLA thì đang ở đâu? SLA Đức VI đang ở dưới hầm. Chỉ cầm trong tay một khẩu lục mà thôi thì làm gì đây? À, Ujimi. Trời ơi, Minh Đức làm hết. Minh Đức làm 4 kill. Trời ơi. Team nào bị liên rồi đấy? Team Clear Map đang bắn với team Kinh Hợp đang giao trên. Team Clear Map đang giao trên với team Huế. Minh Đức có làm được hay là không? Minh Đức và Subin có làm được hay là không? Mình đang coi vị trí của Minh Đức. Trời ơi, thôi xong rồi. Hay. Làm 3 lần rồi. Đu. Bắn cái gì đấy? Nghỉ đi chứ còn gì nữa. Nghỉ đi chứ còn gì bắn gì nữa. Mang Huế nó bắn như vậy thì chịu ấy mọi người. Higer, team Kinh Hợp đã ra trên. Mình quay lại với team Kinh Hợp nè mọi người. À, chú ý team Huế khá nhiều. Kinh Hợp đã match cho mình là vị trí của Lucky rồi. Ok, knock 1 nữa rồi. Thanh niên kia đu cắp treo hơi fail nhá. Tôi xong. Team nào đây? Vậy bao quảng bên, chỉ còn cho mình Tuấn Vũ mà thôi. Tuấn Vũ chỉ còn cho mình 32 máu mà thôi, không còn bơm kịp nữa rồi. À, Minh Đức đã cho làm cho mình 6 kill mất tiêu rồi. Mà bắn như thế, top easy sao, top easy cũng đã giao trên, knock 1 rồi. Knock cái chàng chuối rồi. Cái chàng Lucy đang tăng cơ, Luffy đang tăng cơ. Bên đó là team nào, SLG hay là sao? Kinh Hợp FIFA đang có giao trên với team 3. Ôi dồi ôi, giao trên kinh liệt thế. Cô nàng Lucy đã có cho mình 1 kill rồi. Team quản trị đang giao trên với team top easy. Hai người top 2, top 3 trên trước đang giao trên. Rồi, Lucy ơi, knock mất tiêu rồi. Kinh Hợp thì sao? Trời ơi, Kinh Hợp có cho mình 5 kill mất tiêu rồi. Ba như bị liên, ba còn một vị trí mà thôi. Thôi xong, cái cuốc quá to rồi. Cái cuốc quá to, Kinh Hợp trên này cháy rồi, trên này trận thứ tư rồi nha mọi người. Top easy đâu rồi. Quản trị quyết định bỏ chạy rồi, top easy ở lại. Anh chàng này quyết định bỏ để chạy là giữ lấy top cho đồng đội của mình. Hình như quản trị thấy cái gì, điều gì đó không lành trước mặt hay là sao? Nếu quản trị chạy vào đây có gặp top easy hay là không? Không, top easy quyết định bay vào trại chỉ huy rồi. Đấy. Sau quản trị đi kênh, quản trị chết rồi. Ở đây còn trị còn hai người này. Quản trị còn của 3A và TS cũng như Nam Blue và Kiên Ether thì chết mất tiêu rồi. Cam Kiên cứ cho thôi, giao trên Kiên còn soi không kịp nữa, chơi gì đã chết hết rồi. Team 2V trận này Kiên đoán là trận này chắc là nhiều kill vì ở trên này. Đấy, thấy người ở dưới rồi. Ở trên này bắn xuống cực kỳ dễ bay đầu và cực kỳ dễ kiếm kill luôn. Huế thì sao? Huế trong bò nên không sợ. Cứ đi bò từ từ thôi rồi. Bò này về gì ta? AWG cũng như là team 2V rồi. Đấy, biết ngay mà. Kinh Hợp thì sao? Ồ, anh chàng này vẫn chàng còn một mình như vậy trong bò.
Sướng thế nhở. Giờ Quảng Trị và những team khác ở ngoài bo quyết định chạy cuống cuồng mà chạy vào bo cho trận đấu này. Mấy người làm quản trị viên bị tâm thần à? Ủa em chửi hay em nói khó chịu, em spam gì mọi người? Ban là đúng rồi. Anh ơi làm như thế nào để nhận kim cương vậy? Lên shop kem 74 nhận kim cương nha. Shop kem 74 6 hợp tác duy nhất chính thức với kem 74 quay kim cương. Đấy. Mọi người cứ có thể lên shop kem 74 bình luận chán vại. Kem có biết bình luận đâu, kem chỉ là người quan sát và nói chuyện thôi. Anh đã lùi người có nhau trên rồi. Bắn ai chết ai đấy, vừa chết hình như chết là heavy. Rồi anh chàng bá ca này đi lút đồ bậy đọa đây. Gì đấy? Cái gì đấy? Ủa trúng rồi, trúng rồi. Thấy luôn á, bắn tới tầm đó luôn á. Bắn tới tầm đó luôn á. Xa vậy ta? Bắn tầm xa vậy ta? Rồi, Adelugger có trong mình khu vực, một khu vực đắc địa cực kỳ cao rồi. Thấy dưới trên mình người rất là nhiều, có quyết định bắn hay là không? Ôi giời, trời lụ, trời lụ, trời lụ. Ôi giời ơi luôn. Hình như ai dưới đây? Huế, team Huế, đó là team Huế. Không phải team Huế. Không phải team Huế, hình như team, team nào đây? Không phải team Huế. Team nào chạy dưới? Rồi, anh chàng 30-07 không gánh được team vào bo rồi. Vào top cao đó rồi. Trận nào cũng gánh từ sao thì... Đó, vừa rồi là team quản trị mọi người, vừa rồi là team quản trị. Đấy. Tại là có 1, 2, 3 team bị lia, 4 team bị lia rồi. 5 team bị lia rồi. Rồi, top easy là thấy rồi, top easy như thế đó chính là King of Fifi. Khi nào Fifi quyết định nhảy vào nhà và công, bây giờ chỉ cần đôi lựu đạn cho team top gì mất vòng là lên công là đẹp. Không cần phải lên công vội, đôi lựu đạn đi. Giọng khó nghe vậy xít ra. Không cần, ừ giọng kiên khó nghe thì sao đâu. Quảng... Shop của tôi chứ đâu phải shop lừa đảo đâu mà quảng cáo shop mọi người thì sao, mọi người quản trị viên của kiên thích là quảng cáo thôi. Rồi có phong lựu trong tay rồi, kiên là... Anh chàng nào đang cầm phong lũ đây? Huế Minh Đức vẫn quyết định giết được team, giết được SWG á? 2 bắn 4 rồi. Ôi ôi. Top gì đâu rồi, top gì đâu rồi. Huế Minh Đức 7 kill rồi. SWG thì sao? SWG ngoài bo quyết định chạy bo. Ồ, anh chàng Hoàng này quyết định ở trên và ư ông đắc lợi rồi đấy. Ư ông đắc lợi ra đây rồi. Còn một mình mà tôi, nhưng con chàng này đã có cho mình được 2 kill mất rồi. À, sướng thế, sướng thế, sướng thế. Chết rồi, chết hết rồi, chết hết rồi. Chúng ta làm gì nữa, chết hết rồi. Vâng, và anh chàng hình như trận đấu này là một trận đấu khá là cọc nhằn cho những cái team đang ở ngoài bo. Team Huế kia phải thấy không sao. Ôi rồi, ôi rồi. Farm ít trong trận đấu này dễ. Trận giải đấu này không skin nha mọi người. Còn 10 người mà thôi, vòng bo cuối còn 10 người mà thôi. Kiên nghĩ sẽ chạy bo được, Huế sẽ lấy được top 1. Đấy. Rồi, thôi trong bo luôn rồi. Heavy thì sao, Heavy đi quang knock 1 rồi. Ôi trời ơi luôn. Hình như bên Heavy quang có một người. Rồi, thôi xong. Phóng lựu rồi. Phóng lựu rồi. Ai ai. Ai ai, Hương 97 ơi là Hương 97. Hưng 97 ơi là Hưng 97. Huế Minh Đức đã chết rồi, còn một Subin mà thôi. Rồi Subin đã giết một rồi. À anh team Huế còn hai người mà thôi, nhưng đã gánh team vào top cực kỳ cao rồi. Hiện tại đã có cho mình top 3 rồi. Bạn quản trị thì sao? Quản trị vẫn còn ở đây. Nhìn nếu bây giờ nhá, nếu bây giờ nhá. Rồi Huế làm hết, Huế làm hết. Nếu bây giờ mà team AdLG nhảy xuống mà để bạn Subin cân 3 thì một pha highlight cực kỳ ghê đến từ vị trí của Subin. Vừa nói, ăn ngay quả phong lựu luôn rồi. Có 2 được top 1 rồi, AdLG 2 được top 1 rồi. Mọi người nhớ follow để giúp Kiên đạt 100k follow sớm nhất cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn Dũng nha, cảm ơn nha. Vâng, top 1 trận đấu này vẫn tiếp tục đó chính là team AdLG cũng như là top 2 là team Huế có cho mình 11 kill. Top 1 bên kia là 5 kill, top 3 đó chính là team quản trị. Team quản trị vào leo top cực kỳ cao luôn. Heavy có cho mình 3 kill.
như hôm nay mình nghĩ đội đi tiếp sẽ là team Quảng Trị, team SWG, team Huế và một team nào đấy.